mừng các em học sinh đã đến với kênh học tập trực tuyến của ngành giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ, môn địa lý lớp 7. Ở tiết trước, các em đã được cùng nhau đi vào tìm hiểu ở bài 36 Thiên nhiên Bắc Mỹ. Ngày hôm nay, cô sẽ đồng hành cùng các em đi vào tìm hiểu ở tiết 42 bài 37 Dân cư Bắc Mỹ. Mục tiêu bài học. Về kiến thức, các em nắm được sự phân bố dân cư Bắc Mỹ gắn liền với quá trình khai thác lãnh thổ, các luồng di chuyển dân cư từ vùng công nghiệp hồi lớn xuống vành đai mặt trời, quá trình đô thị hóa ở Bắc Mỹ. Về kỹ năng, rèn luyện cho các em kỹ năng đọc và phân tích lược đồ, phân bố dân cư và đô thị ở Bắc Mỹ. Cấu trúc bài học ngày hôm nay gồm hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất, sự phân bố dân cư. Nội dung thứ hai, đặc điểm về đô thị. Trước khi đi vào nội dung của bài mới ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại nội dung của bài cũ tiết trước Thiên nhiên Bắc Mỹ. Em hãy nêu đặc điểm cấu trúc của địa hình Bắc Mỹ. Đặc điểm cấu trúc của địa hình Bắc Mỹ gồm: cấu trúc địa hình đơn giản được chia thành 3 khu vực địa hình kéo dài theo chiều kinh tuyến. Phía Tây là miền núi trẻ Cốc Đia, cao đồ sộ dài 9.000 km hướng Bắc Nam, xen kẽ là các cao nguyên và sơn nguyên. Ở giữa là đồng bằng. Đồng bằng trung tâm rộng lớn hình lòng máng, cao ở phía Bắc và Tây Bắc, thấp dần xuống phía Nam và Đông Nam. Ở phía Đông là miền núi Cổ Già và sơn nguyên. Sơn nguyên trên bán đảo Labrador của Canada và dãy núi già Appalach của Hoa Kỳ. Về sự phân bố dân cư ở Bắc Mỹ, hiện nay đang biến động cùng với các chuyển biến trong nền kinh tế của các quốc gia trên lục địa này. Quá trình đô thị hóa nhanh ở Bắc Mỹ là kết quả của sự phát triển công nghiệp, hình thành nên các dãy siêu đô thị. Như vậy, cô cùng các em sẽ cùng nhau tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay. Tiết 42, bài 37, Dân cư Bắc Mỹ. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu ở nội dung thứ nhất, sự phân bố dân cư. Quan sát bảng số liệu về dân số, diện tích của các quốc gia Bắc Mỹ năm 2017. Ở đây chúng ta có các quốc gia Hoa Kỳ, Mexico, Canada. Câu hỏi đặt ra cho các em: hãy tính mật độ dân số của các quốc gia Bắc Mỹ năm 2017 và nêu nhận xét. Vậy chúng ta có công thức tính mật độ dân số sẽ bằng số dân chia cho diện tích. Như vậy áp dụng công thức này, các em có thể tính được cái cô mật độ dân số của Bắc Mỹ. Lưu ý, mật độ dân số đơn vị là người trên km vuông, vì vậy các em phải làm tròn số người, không có số lẻ. Vậy cô có công đáp án sau đây: Hoa Kỳ là 33, Mexico 66, Canada là 4, và Bắc Mỹ mật độ dân số trung bình của các quốc gia ở Bắc Mỹ là 23 người trên km vuông. Như vậy chúng ta có thể đi đấy nhận xét kết luận đầu tiên: dân số của Bắc Mỹ là 493 triệu người năm 2017. Mật độ dân số thấp, 23 người trên km vuông. Các em quan sát ở lược đồ hình 37.1, lược đồ phân bố dân cư Bắc Mỹ. Lược đồ này các em có thể quan sát ở sách giáo khoa trang số 117. Như vậy quan sát lược đồ và bảng về mặt sự phân bố dân cư thêm mặt độ dân số, về khu vực phân bố và nguyên nhân của sự phân bố đó, các em quan sát lên bảng cho cô có thể thấy được dưới một người trên km vuông, khu vực phân bố là ở bán đảo Alaska phía bắc của Canada, và nguyên nhân của sự phân bố này là do khí hậu giá lạnh. Từ 1 cho đến 10 người, khu vực phân bố là ở phía tây thuộc hệ thống Cốc Đia. Nguyên nhân là địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt. Từ 11 đến 50 người, phân bố ở đồng bằng ven Thái Bình Dương.
nguyên nhân là khí hậu cận nhiệt ven biển từ 51 cho đến 100, phân bố ở phía đông, tây nam của Hoa Kỳ và Mexico. Nguyên nhân của sự phân bố này là do là khu vực được khai thác lâu đời, tập trung nhiều thành phố và các trung tâm công nghiệp. Phía nam hồ lớn và ven Đại Tây Dương là nơi có mật độ dân số trên 100 người trên 1 km vuông, và nguyên nhân đó là do ngành công nghiệp ở đây phát triển sớm và tốc độ đô thị hóa cao. Về câu hỏi đặt ra, em hãy nhận xét về sự phân bố dân cư ở Bắc Mỹ dựa vào bảng. Vậy dân cư Bắc Mỹ phân bố không đồng đều giữa phía Bắc và phía Nam. Các em có thể thấy cho cô dân cư Bắc Mỹ phân bố không đồng đều giữa phía Bắc và phía Nam. Giữa phía Đông và phía Tây, giữa phía Đông và phía Tây. Phía Đông của Hoa Kỳ là nơi đông dân nhất. Alaska và Bắc của Canada là nơi thưa dân nhất. Nguyên nhân là do sự phân hóa tự nhiên và sự phát triển về kinh tế. Chúng ta đi đến kết luận ở nội dung phần 1. Các em quan sát ở hình ảnh ở miền Tây và miền Đông ở Bắc Mỹ. Miền Tây chúng ta có thể thấy cái hình thức chăn thả du mục và nhà cửa ở đây chủ yếu là nhà cửa làng mạc và phân bố rất là thưa thớt. Trong khi đó, miền Đông, nhà cửa cao tầng, phố xá thì tấp nập. Cũng quan sát ở lượt đồ hình 37.1. Như vậy hiện nay, sự phân bố dân cư Bắc Mỹ có còn như vậy hay không? Nếu có sự thay đổi thì nó thay đổi như thế nào? Quan sát về các mũi tên cô đang chỉ trên màn hình, các em quan sát về mũi tên màu xanh. Lưu ý cho cô ở hai cái mũi tên màu xanh. Về hướng di chuyển, các em có thể thấy hiện nay sự phân bố dân cư Bắc Mỹ đang có sự thay đổi như thế nào? Để nhìn các mũi tên màu xanh, chúng ta có thể đi đến kết luận sau đây. Phân bố dân cư Bắc Mỹ đang có sự thay đổi cùng với sự chuyển biến trong nền kinh tế của Bắc Mỹ. Di chuyển ở Hoa Kỳ, từ ở phía nam của Hồ Lớn, ở phía nam của Hồ Lớn, Đông Bắc và ven của Đại Tây Dương, hiện nay đang có xu hướng di chuyển xuống phía nam và ven của Thái Bình Dương. Và mũi tên thứ hai là di dân từ Mexico đến các nước khác ở Hoa Kỳ. Và quan sát ở biểu đồ trên màn hình, các em cũng có thể thấy số người Việt Nam nhập cư vào Mỹ trong những năm gần đây cũng tăng lên rất nhiều. Giai đoạn từ năm 1980 đến năm 2012, cái số người Việt Nam nhập cư vào Mỹ cũng tăng lên rất là nhiều. Năm 1980 là 231.000 người, đến năm 2012, số này đã tăng lên là 1.259.000 người. Có thể thấy là hiện nay cái sự phân bố dân cư của Bắc Mỹ đang có sự thay đổi do cái luồng nhập cư vào đây trong những năm gần đây cũng tăng lên rất nhiều. Chúng ta đi kết thúc ở nội dung của phần 1 sau đây. Chúng ta sẽ tìm cùng nhau tìm hiểu qua nội dung của phần 2. Như vậy sự phân bố dân cư trên thì nó ảnh hưởng đến đặc điểm đô thị của Bắc Mỹ hiện nay như thế nào? Đặc điểm đô thị. Quan sát biểu đồ tỷ lệ dân thành thị của các quốc gia Bắc Mỹ so với thế giới năm 2017. Câu hỏi đặt ra, nhận xét về tỷ lệ đô thị hóa và trình độ đô thị hóa ở Bắc Mỹ. Và quan sát trên biểu đồ, chúng ta có thể thấy tỷ lệ dân thành thị của các quốc gia ở Bắc Mỹ, Hoa Kỳ, Canada và Mexico đều cao hơn so với thế giới. Thế giới là 54%, trong khi đó Hoa Kỳ, Canada và Mexico đều trên 80%. Vậy có thể thấy đặc điểm đô thị hóa ở Bắc Mỹ, tỷ lệ đô thị hóa cao trên 80%, trình độ đô thị hóa cao,
đô thị hóa gắn liền với quá trình công nghiệp hóa. Quan sát được đồ hình 37.1, kể tên các đô thị có quy mô dân số trên 10 triệu dân và các đô thị có quy mô dân số từ 5 cho đến 10 triệu dân. Các em lưu ý, để trả lời được câu hỏi này, các em lưu ý ở cái phần chú giải trên lượt đồ hình 37.1 về các chấm tròn màu đỏ, chấm tròn màu cam, chấm tròn màu đỏ to nhất là những cái đô thị trên 10 triệu dân và cái chấm tròn màu cam thứ hai là những đô thị trên từ 5 cho đến 10 triệu dân. Và cái câu hỏi thứ hai đó là nhận xét về sự phân bố đô thị ở Bắc Mỹ. Như vậy các cái đô thị có quy mô dân số trên 10 triệu dân chúng ta có thể thấy đó là New York, Los Angeles và Mexico City. Còn những cái đô thị từ 5 cho đến 10 triệu dân, các bạn quan sát đi được đồ cho cô. Đó là San Francisco, Ottawa, Chicago, Washington. Và nhận xét về sự phân bố đô thị ở Bắc Mỹ, cái phần lớn nằm ở phía nam của hồ lớn và ven Đại Tây Dương, gồm hai dãy siêu đô thị từ Boston đến Washington và từ Montreal cho đến Chicago. Nhiều thành phố xuất hiện ở phía nam và ven của Thái Bình Dương. Hình ảnh các em đang quan sát ở trên màn hình là thành phố được mệnh danh là thành phố không ngủ ở Hoa Kỳ, thành phố New York. Việt Nam chúng ta hiện nay về tốc độ đô thị hóa trong tổng phần trăm dân số hiện nay cũng đang có xu hướng gia tăng so với xu hướng chung của thế giới. Năm 1981 là 19%, đến năm 2014 tăng lên 33%. Vậy chúng ta đến kết thúc hai nội dung của bài học ngày hôm nay. Các em có thể củng cố lại và ghi bài vào vở của mình. Nội dung thứ nhất về sự phân bố dân cư, nội dung thứ hai về đặc điểm đô thị. Vậy tiết học ngày hôm nay cô cùng với các em đã đồng hành cùng với nhau tìm hiểu về hai nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Sau đây sẽ là phần củng cố của bài học. Câu hỏi thứ nhất, phía bắc của Canada thưa dân, nguyên nhân là do A. Địa hình hiểm trở, B. Khí hậu khắc nghiệt, C. Ít đất đai và D. Ít sông ngòi. Đáp án chính xác cho câu hỏi này là khí hậu khắc nghiệt. Câu hỏi thứ hai, tỷ lệ dân số đô thị của các nước Bắc Mỹ là 75% A, B 76%, C 78% và D là 81%. Và lúc nãy chúng ta đã có phân tích về cái biểu đồ về tỷ lệ dân số đô thị ở Bắc Mỹ. Vậy các em có thể nhớ lại ở ba cái cột đó. Trên 80%, như vậy đáp án chính xác là D 81%. Câu 3, vùng đông dân nhất ở Bắc Mỹ là A. Đông Nam Hoa Kỳ, B. Đông Bắc Hoa Kỳ, C. Ven Thái Bình Dương và D là Đông Bắc Hoa Kỳ. Như vậy vùng đông dân nhất ở Bắc Mỹ là Đông Bắc Hoa Kỳ. Kết thúc nội dung củng cố. Các em về nhà tìm hiểu về thu nhập và hoạt động sản xuất nông nghiệp của nông dân Hoa Kỳ. Làm bài tập số 1, bài tập số 2 sách giáo khoa và bài tập bản đồ. Đọc bài mới trước khi đến lớp và tìm hiểu về ý nghĩa quốc kỳ và thủ đô các nước ở Bắc Mỹ. Chúc các em có một buổi học tốt và hẹn gặp lại các em ở các bài tiếp theo trong những tiết học sau.